Hello mọi người ơi, lại là Thảo nha. Trước tiên cho Thảo gửi lời chào chân thành tới tất cả mọi người. Chúc cả nhà có đầy đủ sức khỏe và niềm vui tươi hạnh phúc bên gia đình và có một mùa hè thật là vui vẻ nha. Và hôm nay Thảo sẽ quay một cái clip tổ chức tiệc cho em Thảo trên cái đất của Thảo, mà Thảo tổ chức theo cái kiểu mà dân nhà quê đó, mà kêu là dân bùn nó gô, là dân là quê của nó quê nha. Cây nhà lá giường nha mọi người, có gì xài đó người ơi đó, có nghĩa là rau thì ở nhà trồng, bông ở ngoài, bông dại ở ngoài đó hái vô chưng, và bàn ghế hay là kệ rồi là cũng lấy cây lấy này cái kia để làm lên, chứ không có bàn ghế đâu nha mọi người. Và đây là một cái cách mà của cái người mà nông dân hay là những cái người mà ở đồng quê ở Na Uy người ta thường hay tổ chức đó mọi người. Thì hôm nay sẵn cơ hội là sinh nhật của em trai Thảo và cũng ăn cái tiệc này để mà chia tay cái bùn nơ gô, có nghĩa là cái nhà này đó Thảo sẽ có ý định là bán đi. Thì mình sẽ tổ chức trước khi mình bán nhà đi đó mọi người. Và mời mọi người cùng với gia đình của Thảo vui chơi nha. Và mình sẽ tổ chức ăn uống, rồi mình sẽ ăn dâu. Tại vì trên đất của Thảo là trồng dâu thì mình sẽ ăn dâu. Và mình cũng sẽ ăn dâu chấm với lại sô-cô-la. Cũng như mình sẽ có những cái hộp á để mình rắc lên, và mình sẽ ăn ốc dò dôi nướng, ốc dò dôi ăn sống và ốc dò dôi nhúng lẩu. Và mình cũng sẽ ăn tôm, rồi con sen là con sò điệp đó mọi người, mình sẽ ăn nó nhúng lẩu nha. Và thịt heo nướng, thịt gà nướng. Bây giờ mời mọi người cùng chơi với gia đình Thảo nha. Đây là cái khu mà Thảo đang chuẩn bị. Đây là những con sen xanh, rồi có cá viên, đậu hũ, thịt bò, mực và tôm. Là mình sẽ đi kèm vô chung với lại lẩu đó mọi người. Tôm này thì mình sẽ nướng nha mọi người. Tôm này nướng ăn rất là ngon luôn. Đây là gia vị mà Thảo xào lên để nấu lẩu nha. Và đây là cảnh mà chúng ta sẽ tổ chức tiệc nha mọi người. Đó. Thì ở trên bùn nơ gô, thì ở trên đất thì mình sẽ xài rất là thiên nhiên. Lấy dồi xịt nước giữa, rửa dâu, tưới bông. Mọi người thấy chịu chơi chưa? Đó. Thì cái nhà lá giường có gì xài đó người ơi đó. Thì hết mấy cái đồ đựng nước rồi. Thì Thảo làm cái nước này bỏ vô trong nồi cơm. Rồi Thảo sẽ bỏ nước đá vào và Thảo sẽ đổ cái nước này, kêu là nước lớt á, là nước để mùa Giáng sinh người Na Uy hay uống. Bỏ nước đá, bỏ nước lạnh vô uống nó rất là ngon. Và Thảo sẽ bỏ thêm vài viên vitamin để tạo thêm có ga đó mọi người. Thì nó giống như nước ngọt thì rất là ngon luôn. Đó. Và còn lại thì mình sẽ đổ nước đá vào trong cái dĩa để mình để ốc vò vôi lên để giữ cho ốc nó lạnh nha mọi người. Và đây là Thảo sẽ xịt nước vào trong cái nước grate á, rồi sau đây đậy nắp lại để cho nước đá nó không có tan. Và cũng sẽ hái một chút ít rau nha mọi người. Hôm nay là mình cây nhà lá vườn có gì ăn đó người ơi. Đậu bắp, rau muống, lá hủ qua. Rau muống hôm nay cắt cũng cá rổ đó gì hả? Ừ. Thấy vậy đó. Ăn đã rồi. Ăn đã rồi hả? Chứ nhà em chưa. Nó mọi người nghe rất là vui luôn nha. Đây là cái bẹ xanh mà Thảo trồng ở ngoài vườn luôn. Coi như mình không có tốn tiền mua gì hết nha mọi người. Và Thảo sẽ cắt lá mướp để mình sẽ gói cá để nướng nha mọi người.
lá chim, lá mướp gói với cá chim nha mọi người, cá chim trắng. Nhìn rất là hấp dẫn nha mọi người. Ốc bồ bôi. Bồ bôi. Nó lò đó. Nó lò này lắm. Có tẩu sấy trọng á. Nó đang làm, nó làm sao hả? Rồi có cái gì nữa đó. Ốc bồ bôi mình đã làm sạch và mình sẽ bỏ lên cái giỏ này lại mình nướng với mỡ hành và ăn với đậu phộng nha mọi người. Rất là ngon luôn. Cái con tôm này là con tôm biển đó mọi người, chứ không phải là tôm sông đâu. Mà ăn nó rất là ngon, rất là tươi luôn. Gặp thì nhiều, nướng rất là ngon nha mọi người. Và mọi người có thấy mấy cái hũ không? Đó là hũ dâu mà Thảo đã làm để mình uống đó mọi người. Tại giờ dâu thì nó còn rất là nhỏ, trái nhỏ 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 thì không có bán nữa. Thì mình sẽ để mình làm rượu dâu và mình sẽ để trong tủ đá để khi mình muốn xay kem dâu đó mọi người. Mọi người cũng thấy mấy clip kia mình có quay đó thì sẽ đi cắt vào tủ đá. Và đây là khu vực của mấy anh chị em nướng tôm nha. Và đây là mẹ mình và dì mình cũng đang ngồi lặt dâu để bỏ vào tủ đá đó mọi người. Đó. Đây là rau mà trong vườn thì mình hái nha, lộn xộn nha. Có xà lách, có mùng tơi, có rau muống, rồi có đủ thứ hết mọi người ơi. Và đây là một cái dĩa. Nào là tôm, nào là con sò, nào là mực, nào là cá viên, nào là đậu hũ, nào là cá. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Mọi người thấy không? Rất là ngon. Phải nói một bữa tiệc thật là hoành tráng luôn. Và không hề ngưng ở tại chỗ đó, mình vẫn tiếp tục. Đây là gia chánh. Tại vì Thảo rất là thích con ăn ốc vò voi này. Và Thảo cũng rất là thích ăn ốc vò voi mà ăn sống như thế này. Rất là ngon luôn mọi người ơi. Và đây là mực nướng nha. Rồi kế bên nó sẽ là hàu nướng, mỡ hành và đậu phộng. Sau đó nữa là cánh gà đó. Rồi mấy cái cục trắng trắng đó mọi người thấy đó, mà mình bao bằng giấy kiến đó là cá nướng nha. Mình có tổng cộng là 3 con cá để nướng hôm nay và một ít thịt ba chỉ nướng luôn. Mọi người thấy rất là hoành tráng đúng không? Phải nói vô cùng hoành tráng luôn. Đó, là cái anh mặc áo trắng bông hồi nãy, ảnh là gia chánh đó. Ảnh hôm nay ảnh sinh nhật 39 tuổi đó mọi người ơi. Và cái chị mặc áo trắng đó là vợ của ảnh đó. Gia đình của Thảo thì rất là đông. Ở đây thì cũng chỉ mới tập trung lại được một nửa thôi. Nếu gia đình của Thảo tập trung lại là phải trên 30 người đó mọi người. Rất là vui luôn. Còn hiện tại thì mấy anh chị em khác không có tập trung về được. Tại vì ở một mớ thì sẽ ở Oslo, một gia đình thì sẽ ở bên Thụy Điển, cho nên là không có qua cùng chơi được.
Và sau cái buổi tiệc này thì gia đình của Thảo cũng sẽ đi bắt ốc dò voi tiếp. Tại vì em của Thảo ngày mai sẽ về là Oslo. Thì dì mình cũng về là Oslo. Thì ở Oslo thì ốc dò voi người ta không có chỗ để bắt đâu mọi người. Cho nên là mình sẽ ăn tiệc xong và mình sẽ đi ra biển. Thì mình sẽ quay phim, quay những ngày của những nàng những nàng nhí nha nhí nhảnh đó, là một cái clip nhẹ nhẹ, và sẽ bắt ốc bò voi để đem về lại thủ đô Oslo nha mọi người. Và đây là con cá chim nha mọi người. Con cá chim mình nướng với lại lá mướp rất là thơm và ngon. Và cái anh ở trần đó là anh con trai cưng của mình đó. Anh rất là thích ăn ốc bò voi và tôm nướng nha mọi người. Anh ăn một cách say đắm luôn. Và dâu thì mình sẽ để trong cái thùng xanh bự như vậy. Và
sẽ chấm với sô-cô-la tan chảy và chấm với những cái mà kẹo đó mọi người. Ăn rất là ngon, Hương Thảo rất là thích món này. Và rượu dâu thì Thảo làm hai loại. Một loại là mấy người thấy có cái bình là Thảo làm bằng vodka là rượu trắng mạnh. Còn cái bình, hai bình kia thì Thảo làm bằng rượu trắng nhẹ. Và đây là marzipan, cũng là một cái món yêu thích của mấy đứa bé nhỏ nhỏ ở bên đất nước Na Uy mọi người. Thì cái này một là mình sẽ nướng, hai là mình sẽ khè lửa như thế này ăn thì nó sẽ hơi chảy chảy ra rất là ngon. Đối với mấy đứa con nít là rất là cực kỳ hấp dẫn món này. Đó, đây cũng có hai. Quay đi, ngồi đó. Ai ăn cầm cái bánh kem chụp tấm hình ấy. Dạ. Nói cái này kẹo hồ lô nha bà con. Kẹo hồ lô của Bunago nè. Chắc lên, cái sô cô la lên. Chưa phải là kẹo hồ lô của China thao đó. À, không đâu. Đó, ồ đẹp chưa, dễ chưa. Đó, bây giờ chấm miếng sô cô la vô đây. Dạ. Đây, đó. Chàng ơi. Nghe chưa? Ồ, móng bay lên kia. Ngon mà. Trời ơi, nhà nó cũng hay ăn vậy nè. Ừ, rồi. Ồ, ngon quá. Có nghĩa là chúc mừng sinh nhật bạn. Bạn nhìn rất giống con thú. Bạn hãy về với Su á. Còn đây á. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Chúc mọi người có một ngày thật là an lành. Mong mọi người cho mình một like, một share và bình luận. Và nhớ đăng ký kênh giùm mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Hẹn gặp lại video sau. Bye bye mọi người.